Xin chào các bạn, hôm nay là Lý Maloka thưởng thức. Chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu lò nướng âm tủ của Maloka mang cái mã hiệu là MOV695TC. Thì sản phẩm này thì nó được thiết kế là cái mẫu lò vi sóng âm tủ với kích thước với màu sắc là màu đen, và mặt kính ở bên ngoài đó là mặt kính sử dụng là có các chức năng là điều khiển bằng cảm ứng đó, và có cái màn hình hiển thị màn hình LCD. Bàn sản phẩm này thì nó có kích thước có chiều ngang là 600, chiều cao là 600 và chiều sâu là 580. Sản phẩm này thì ở bên trong của nó thì có cái khay để đựng sản phẩm được làm bằng inox, và cái bên trong nó cũng có cái đèn halogen ở bên trong của sản phẩm, và logo Maloka thì được in chìm rất là sắc nét, logo màu trắng nha các bạn. Và hiện tại thì sản phẩm này thì đang được bán tại đại lý Tuấn Đức. Nếu quý khách có nhu cầu muốn liên hệ đặt hàng á, có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới, hoặc là chỉ cần vào website tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Là vẫn chưa biết nói gì nên là không biết quay bao nhiêu cho đủ. Thường cứ